bát 25 và một chiếc chân kèn thôi nhá. Chân kèn đặc biệt thì được dùng chất neo tiếng rất là sáng nhá, tiếng rất là sáng như bác vừa nghe thì tiếng rất là sáng, và đặc biệt là cái âm chấm ông âm trống những cầm đánh rất sâu. Ở đâu này em đang test gửi cho bác khách hàng bác này cũng lấy hàng bên em rất là nhiều. Bác Trần Thị Hoa có địa chỉ ở số nhà 6 phố Trung Thịnh, xã Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với đôi loa này thì giá bao ship là 7.500.000 thôi nhá, 7.500.000 với những dòng loa bãi thương hiệu đến từ Nhật Bản, dòng loa Sansui. Nó sử dụng một bát 25 và một chiếc kèn, chiếc neo nhá, chiếc neo. Tính lúc loa của nó rất là đẹp, loa của nó màu trắng này. Và bãi thì khi vệ sinh đi thì nó cũng rất là sạch đẹp đó nhá. Gần như là nó cũng gần như là mới. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bát của loa này. À, bát của nó thì dạng như là gân vải tẩm dầu nhá, gân lụa tẩm dầu đấy. Dầu của nó còn rất là dính này, dính này. Nhìn cái bát rất là khôn nhá, rất là khôn. Và chiếc neo. Bác nào quan tâm thì những dòng loa này em đã mở nội thất loa rồi đấy. Mở nội thất loa rồi thì bác có thể xem cái nội thất của nó, nhìn rất là gấu. Phần tận cực kỳ là to. Và đây là cái hình dáng loa bên ngoài. Thì trước khi gửi thì em test qua đoạn nhạc, cái qua đoạn nhạc cũng như là quay qua cho anh xem. Chất âm cực kỳ là hay, Sansui, tất cả chữ Nhật hết các nhá, Nhật hết. Loa này thì công suất nó khởi động tổng 250W. Mắc thì của nó thì nói chung là dòng này thì có đánh có thể dùng công suất khủng đánh được các nhá. Nó chịu đoàn rất là tốt và tiếng rất là hay. Đấy. Tín hiệu vừa rồi em đánh từ đáy ra thôi, mày đánh từ đáy ra thôi các nhá. Đấy. Đánh thẳng ra. Chắc các bạn nghe một đoạn nữa này. Clip em xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác và mọi người đã theo dõi video.